Tiếp nối sự thành công của Artex Fusion 2023, chuỗi hoạt động quốc tế về nghệ thuật công nghệ do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã trở lại với chủ đề Nghệ thuật công nghệ mới cho thế hệ tương lai. Chuỗi hoạt động quốc tế Artex Fusion 2024 được diễn ra từ hôm nay đến ngày 24 tháng 10 tại hai cơ sở quận 3 và quận 10 tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của 11 trường đại học quốc tế với 3 hoạt động chính: triển lãm nghệ thuật công nghệ, các buổi hội thảo học thuật và các buổi biểu diễn tích hợp nghệ thuật thị giác tương tác. Ngoài ra, sự kiện còn tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, giúp mở rộng mạng lưới kết nối trong cộng đồng nghệ thuật công nghệ. Bằng cách khuyến khích sự giao thoa giữa công nghệ và nghệ thuật, Artex Fusion 2024 tạo tiền đề cho những sáng kiến và giải pháp mới, góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển hài hòa và bền vững cho cộng đồng.